Thi thể một người đàn ông đã cháy đen được phát hiện vào chiều ngày 1 tháng 1 năm 2018 tại một bãi đất trống ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khi đó, một số người dân đi vào bãi đất trống đoạn cuối đường số 15, phường Long Bình, quận 9 thì thấy vật thể lạ nên đến xem. Khi tới nơi, nhiều người tá hỏa khi phát hiện đó là thi thể một người đàn ông đã cháy đen nên báo công an. Theo người dân, khu đất trống này thường xuyên xuất hiện người nghiện ma túy, nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được điều tra.